Hôm nay ngày ngày mẹ đây, ngày mẹ bà nấu chè kho mì, đâu củ mì đó, đây, cái đây củ mì à, đây kho mì à, bà nấu chè, có đậu phộng đó này à, đậu phộng ăn cái chè, đây cái kho mì à, chuối hả? Chè chuối à, kho mì à, đâu kho mì đâu, đây đây kho mì đâu, ta kho mì và chè, chuối chuối kho mì, ta đã chưa? Bây giờ mình múc cái chén này mình bỏ vô trong cái lô phần đây, để mình ăn cho mát. Mình ăn cái tô bằng cái son luôn, to to hơn cái son. Thấy không? Thì mình múc vô trong cái tô này một quả đá. Combo đây, giống cái chè lần trước mình ăn. Nhưng cái này có combo chuối, chuối đây. Chuối, chè đây. Carbon đây. Chuối đây. Chè đây. Có cái giá múc đá, giá bự. Chưa? Cái củ này mình ngó cái chè. Đây, cái đậu phộng đây. Cái đã chưa? Tô đây, chè đây, nghe thử nha. Ngon. Đây không bông đây. Không bị ngon quá. Cái không bị mấy không bông. Không bị. Chuối à. Chuối ngọt á, ngọt quá. Cái này có đậu phộng không? Ngon, tuyệt vời.